はい、はい、ありがとうございます。おい、安いよね。で、大根の皮に筋をつけないように、あ、この毛を取って。おい、ランク。Ông có thể cho con hỏi là kiểu mình làm cái này ấy là mình sẽ xuất khẩu ra đâu, hay là mình làm cái này để làm gì ạ? Ừ, quốc nội đặc biệt để hầm bẹ. Ồ. Đây là chỉ có bán ở trong nước thôi. これね。あの、すぐ食べないと弱くなっちゃうので、国内しか販売できない。À, con hỏi là khi mà mình vệ sinh những cái này ấy, thì mình có dùng muối không, hay là mình chỉ dùng bằng nước bình thường thôi? 민수 đặc biệt. Vô tạm. À. Ủa, cái này là sạch chưa? Cái này sạch chưa? Ok, ok. Hay. Ok. Ồ, ghê vậy. Ghê. Trời, có nghề rồi anh ơi. Em có nghề rồi. Nhưng mà ông làm ở đây được lâu chưa ông? Nhìn chưa nè. Có nghĩa là hơn cả tuổi của con luôn á. Con có 15 tuổi, hơn con 5 năm luôn. あのね、20年続いたんだけど、今年が一番いい大根だ。おい。おお、マイ。to lắm. Tính ra tụi mình may mắn phết nhờ. Đi đúng năm củ cải ngon nhất. Tí xíu nữa mình có được mấy củ đem về. Cơ hội quá. Cơ hội nhờ. Lợi dụng. Em á. Em lợi dụng. Dạ, ông cho câu hỏi là nếu như mà mình làm như vậy thì bao gồm những công đoạn gì, từ gặt hái cho tới lau cho tới bán các thứ, bao nhiêu công đoạn nhỉ? 山から取ってきて、で、洗ってきれいにして商品にして、で、こういうのはダメね。ああ。ああ、để bên đó. Ồ. Một ngày như này là mình sẽ làm vệ sinh bao nhiêu kg củ cải? 一日で、あの、このケース250ぐらい。おお。Trời, ghê vậy. Cứ mỗi thùng là bao nhiêu củ? 10 bông. Ờ. Mà cái công việc này là mình làm thường xuyên hay là theo mùa mình mới làm ạ? Cái thời kỳ によって. Ờ. À nó ね, 7月に巻いて今収穫して10月まで。だから植えてる時期はね、約2ヶ月。で、この大根はね、種を巻いてから60日で収穫できる。わあ。2 tháng, tôi cho 2 tháng.Cái củ cải này cũng nhanh chứ bộ. Ừ. Nhưng mà nó to nhờ, ý là nó rất to. Ông cho con hỏi là cái nông trại mình là nông trại của gia đình hay là nông trại tuyển các công nhân vào luôn ạ? Dạ, nên là mai nên sẽ 働いてもらってる人が. Có nghĩa là chắc là các ông các bà cũng gắn bó với nhau cũng lâu rồi. Đấy, công phân gì đó. Dễ thương quá vậy. Gia đình củ cải. Gia đình củ cải. Có thể nào cho con xin phép cho con đi tham quan chỗ nào cái dạng hạt như để con giới thiệu là cái chỗ quy trình ngâm như thế nào, xong rồi rửa như thế nào luôn. Ừ, đi vô. Dạ con cảm ơn ông. Đây là cái chỗ để mà rửa nè. Đây là cái chỗ để ngâm cái mà củ cải vừa mới trồng xong rồi bỏ vào. Đây chính là cái máy để rửa củ cải. Wow. À. Cô Linh à. Ôi. À, nghĩ là cái. Mau vào tìm đi. À, đây. Wow. Cái chỗ này nó sẽ bỏ mấy cái củ cải ra nè. Nghĩa là rửa xong rồi cái củ cải nó sẽ chui ra từ đây. Ông ơi, cho con hỏi là cái máy này là mình tự chế hay là người ta bán sẵn à? Nó nên sẽ điều tiết ra cái đồ không nên như vậy đấy. Là hàng limited edition. Limited. Limited edition. Hey. Đây là cái máy sẽ gỡ những cái cọng lông mà vừa bự ra ấy. Có nghĩa là cái lúc đấy cái bước chúng ta làm là những cái bước cuối cùng rồi, chứ không phải là cái bước mà đúng chỉ sơ chế hay không. Đúng rồi đó, đây có nghĩa là phải qua rất nhiều bước mới cuối cùng mới đến cái bước mình vừa làm. Thì これが この毛を取りながら全部こうきれいに。お。はい、どうぞ。あ、はい。どうだ。OK。濡れるぞ。足が。À ha, xem ra Việt Thi và Winner rất thích thú về công việc rửa củ cải này quá nhỉ. Ngoài những cái kỷ niệm ở đây ra thì mà có thể giới thiệu cho tụi con mà gọi là đặc sản của Akita được không? Mà
その節句で使うケイランとかね。そう、うん、あの、うん、3月の3日のお雛様に飾るケイランっていうお餅のこう笹に乗ったお餅のなんだろうね。なんかあんこが入った、あのお餅があるんですよ。他の地区では笹餅って呼んだりするんですけど、ここら辺はケイランって呼んでます。là tụi em có thể kiểu trải nghiệm kiểu làm cái món bánh được mà tại vì nghe thì cũng có vẻ nghe nó lạ cái răng ấy thì không biết là mọi người có thể chỉ chỗ cho tụi em hay là biết một nghệ nhân nào đó làm bánh chỉ cho bọn em và bọn con biết được không? お母さんが教えてくれると思うんですけど、あのいろんなこう形に作れるんですよ。あのキャラクターでこうキティちゃんとかそういうものだったり、ウサギの形だったり、お花の柄ついたり、いろいろな白い文字にこういろんな色をつけていくことができるので、とても楽しいと思いますよ。À, vậy bây giờ nếu như được thì mình ăn đi xong rồi mình mong là chị sẽ dẫn em đến chỗ của mẹ chị để mình có thể làm một tí về cái bánh đó được không? そうですね。はい、いただきます。食べましょう。Sau bữa cơm ấm cúng cùng bác trai, Winner và Việt Thì sẽ được trải nghiệm làm món bánh Keran, một loại bánh truyền thống của Nhật Bản. Okasan, konbanwa. Konbanwa. Keran. Yoroshiku onegaishimasu. Kochira koso yoroshiku onegaishimasu. Kore wa ne, mochi ko de. Kore ga mochi ko de, mochi no kome to komugi ko wo 5 対 1 no割合で作ったもので、これあんこですね。これは 45g で、これが本当は普通は 25g なんですけれども、今日は皆さんに甘いところを食べていただこうと思って 30g にしました。あんこをですね。で、このあんこをね、このお餅をね、こういうふうにしてこう広めます。そしたらこのあんこをこう入れまして、こうします。おお。こうしてこうしたわあこうなりますね。超シュレビ。うん。こんな感じになりますね。はい。わあボンハボンハ。黄色いのをちょっと入れまして。わあ。わあ。これが簡単、一番簡単なの。はい。で、皆さんもやってみます。おい。カレー葉とか、うん、だからまずあんこ入れてできました。あんこ入れた、うん、まだ入ってない。おい入れました。バウディ、はい、じゃあここに置いて。ご飯は、うん、なんか bánh dày của Việt Nam。で今度これで色をつける、いろんな模様をつけてどんなのでもいいですよ。Cho con hỏi là cái bánh này nó ra đời từ khi nào và lý do tại sao nó ra đời và nó dành cho bé gái à? Keran thì nè, 私たち子供頃もやってたから、昔からあのお雛様の時にお供えするあのお雛様の時にあのお雛様にあの昔あの全国的にひな餅をあげるんですけど、ここら辺は笹餅ってあげてるんですよね。あのお雛様笹の葉にあげた餅を笹餅って言うんですね。それをあのいつの頃からこれが全部卵の形に似てて中にあんこが入ってるから、だからケーランっていう風になって、これがいつの間にかケーランケーランってここら辺がケーランっていう風になっていくんですね。あー、わー、thì là keran là giống trứng gà. Bà cho con hỏi là tại sao cái món bánh này lại dành cho ngày của các bé gái mà tại sao nó lại không dành cho các bé trai? 子供の日はこちらでは草もち、あの柏餅って全国的に言ってるんですけど、ここら辺はあの柏の木に葉っぱがないので、だからあの柏の代わりにあのヨモギの葉っぱを、ヨモギって 草って言うんですけども、ヨモギの葉をあのふかしてこねあれして、それを餅に入れて草餅を作るんですね。でそれはあの子どもの日の、だから女の子と男の子のあのお祭りのあの種類が違って変わって、全然それなりにいろんなのを工夫してやってます。これは ngày bé gái là ngày bao nhiêu, còn ngày bé trai là ngày bao nhiêu? ひな祭りは3月3日で、子供の日は5月5日。
vậy bây giờ đến phần quan trọng nhất, đó chính là bà hãy chấm điểm phần bánh của con như là anh Winner. Đây là phần bánh của con. À, đâu rồi? À đây rồi. Dạ. Dạ đây. Dạ, bà hãy chấm điểm giúp tụi con nè. こっちが綺麗ですね。こっちはもう少し色が欲しいですね。 Vậy nghĩa là Việt Thi đã thắng phần là bánh này rồi. Con cảm ơn bà rất là nhiều. Không biết là bây giờ mình có thể ăn thử không nhỉ? Hãy đô dô, tạm biệt các bạn. Ôi xin lỗi. Arigatou gozaimasu. Hatsuyo, kiêu nghĩa là em ăn thôi Việt Thi ạ. Anh nên để trưng thôi. Cái này đẹp rồi. Kiêu tsukete, atsui kara. ふふしてたべなくちゃ。おお。どう?美味しい。美味しい。はい、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。うん。はい、ありがとうございます。どうも。あ、オッケー。うん。まあ、まあ、ていうのが最後までのろくな。でしょ。へ、にげせ。ぶ、ねんば、やちゃん、けいだうてんが、ぼ、ぶろはやお。ば、なこみこ、よろ、う、め、ま、やおらんろん。 Còn phần nhân đậu đỏ cho mày rất là ngọt. Hai cái này nó hòa quyện với nhau, nó không có bị không quá là ngán. Ăn nó mềm xong rồi nó tan vô miệng, ăn cực kỳ ngon luôn. Đại vậy còn cộng thêm cái phần màu sắc của Việt Thi làm quá đẹp mà. Cho nên ăn là rất là không những mà bắt mắt mà còn bắt miệng luôn, bắt cái này là gì vậy? Vị giác, ngon lắm luôn á.